bán đồ câu cá ở bên Mỹ. Lưỡi câu đủ loại luôn. Cọc gì của nó vậy là trái nổi à, cái nhìn là thông minh rồi, nhờ cái mũi rồi, cái mũi thích đâu mình không nói được đâu. Mình mới có quốc tịch nó đi chứ. Bán cả cần câu bằng tre đơn giản như thế này để cho mình ăn, nó có dẻo được không, nó có cái độ dẻo mà nó để mà quằn xuống như thế nào được không, là cái môi trường của bác ái tôi này ha. Thích thú dữ rồi không, dây câu I take the picture for my friend in Toluca. Nhiều khi mà mắt nó kiểu mắt kém. Cần câu nhỏ xíu. Cái này để săn cá dữ này, dây cáp buộc sẵn đây này. Cái này là phải dây cáp bằng thép đây.
vì có những con cá là răng nó rất sắc, nó cắn rất ngay, cho nên không buộc tay được mà người ta phải buộc sẵn này cho mình. Dễ sợ luôn. Đấy. Nếu buộc sẵn thì nó có được dụng cụ nó buộc. Đúng rồi. Nó phải có cái đồ kẹp. Đủ đồ nghề đó. Đa dạng lắm. Mua thì không biết đâu mà kể. Mình không biết cái nào nó cần dùng nhiều nhất nữa không? Vâng. Thấy mờ mắt. Đi từ Nam Bắc đi chung hay là ở ngoài Bắc không vậy? Môi giả này. Người giả này chứ không phải câu cá bự. Vâng, cá biển này. Thôi rồi. To kinh công, lưỡi câu này là cá lớn lắm. Đủ loại đủ màu luôn. Mỗi một cái này nó đều có ghi cân lạng của đây, cái này 68 bao đúng không? Đúng rồi. Đồ phải rẻ là 10 đồng á. Vâng. Người đông cái này đâu. Cái này bao nhiêu tiền nhỉ? Lưỡi câu này. Các bạn đi câu thì hoa mắt ở đây. Nhiều thứ quá.